Vâng, xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em. Vâng, một mẫu xe Toyota Camry mà em Khương lại vừa đổi được xe của một anh khách hàng ở Hải Dương đây ạ. Vâng, em nó sinh năm 2007 các bác. Vâng, Toyota Camry thì có thể nói là thực sự là một cái mẫu xe mà có thể gọi là tiền ít nhưng mà thịt lại nhiều. Vâng, chỉ có hơn 300 triệu thôi. Các bác nhà mình đã có một cái mẫu xe Toyota Camry rất là đẹp để đi rồi. Cái form này thì nó từ năm cuối năm 2006 đến tận cuối 2012. Nó vẫn là form này các bác, nó vẫn là form tròn như này. Thì nó chỉ khác mỗi nói chung là nó chỉ những cái đời 12 mới đời này nó chỉ khác mỗi cái vành ghế thôi các bác. Và những cái phần đèn, phần nẹp này nó chỉ khác một chút thôi các bác. Còn đâu tất cả máy móc, rồi là khung gầm, rồi là tất cả nội thất, các cái nó đều giống nhau các bác ạ. Và xe cũ thì 1, 2, 3 đời cũng không quan trọng lắm, quan trọng là cái chất xe thôi các bác nhà mình ạ. Vâng, thì bác nào mà có ít tiền, mà có vừa tiền, chỉ tầm hơn 300 triệu thôi, thì là các bác có thể tham khảo cái mẫu xe Camry này của em nhé. Con này nó bản 2.4G. Đó, Camry thì các bác nhà mình biết rồi, nó là thuộc họ là Toyota rồi, lồi đồng cối đá, rồi máy móc thì nói chung là bền rồi, các bác không phải nghĩ gì rồi. Và đặc biệt cái form này thì nó đã là một cái form mới rồi, nó rất là đẹp, nhìn nó bầu bĩnh và nó cũng rất là sang trọng các bác. Có hơn 300 triệu thôi, các bác đã nhà mình đã có một cái con xe chất lừ để đi rồi các bác ạ. Rẻ ngang mới lại còn vài ớt rồi các bác ạ. À, tít các bác nhà mình bỏ ra hơn 300 thì nó cũng đời nó cũng 2009 nó đã hơn 300 rồi các bác ạ. Đây là Camry phân khúc D, đầm chắc, êm mái, sướng các bác ạ. Đã ngồi Camry rồi thì thực sự là Toyota thì Camry nó là hết bài rồi các bác ạ. Nó là hết bài rồi, không có gì để phải nghĩ nữa rồi các bác ạ. Vâng, thì tất cả tình trạng xe này xin thông báo các bác nhà mình là không có đâm xô, không có tai nạn, không có ngập nước các bác nhé. Máy móc tất cả các cái là máy số là còn zin luôn các bác nhé. Rồi ok các bác, vừa rồi em cũng đi qua một vòng mà trời thì nó cũng đang mưa. Đấy, thì em cho nên là em quay trong nhà. Trong nhà đấy, các bác nhé. Con này thì tất cả thân vỏ các cái thì cũng còn rất là đẹp luôn, không có bả bung gì luôn ạ. Rồi, em sẽ lên sóng nhanh cho các bác nhà mình nhé, để các bác nhà mình lắm được. Em đang lổ máy nhưng máy rất là êm các bác nhé. Đây các bác này, đèn đóm của em nó đây, 2007 đây các bác này. Tất cả đèn đóm vẫn còn rất là sáng các bác nhé. Đèn đóm vẫn còn sáng trưng luôn. Đây các bác nhé, đèn bên này cũng vậy là. Trời đang mưa, sấm chớp to quá. Đèn đóm vẫn là sáng trưng rực rỡ các bác. Nói chung các bác nhà mình đã xem kênh của em biết rồi, em chỉ có tuyển hàng đẹp cho các bác nhà mình thôi các bác nhé. Tất cả đèn đóm bên dưới là cũng vậy, vẫn sáng các bác nhé, sáng đẹp. Mặt ca lăng cái mà cũng vậy các bác nhé. Mặt ca lăng nhé, quẹt lét như soli luôn các bác nhé. Và nói chung là hơn 300 triệu thực sự các bác là con này thì nó nói chung là nó rất là xứng đáng để đi. Vành nhếc cũng vậy các bác nhé, vành nhếc là còn rất là ok, sáng đẹp. Thân vỏ là mỏng các bác nhé. Đèn đóm đây các bác này, đèn đóm đây các bác này rất là sáng các bác nhé. La răng này cũng vậy. Nói chung anh Toyota thì đặc biệt là những cái xe Camry thì thường là toàn là của các bác cẩn thận các bác đi thôi các bác. Nên là những chiếc xe Camry em mua đa số là toàn là những chiếc xe mà còn rất là đẹp các bác. Đây ba đèn đóm này vẫn còn sáng trưng luôn các bác nhé. Con này đã lắp màn hình camera lùi cam hành trình đủ hết rồi các bác. Đèn đóm là sáng đẹp các bác nhé. Vùng biển Hải Dương em thì đặc biệt các bác lại yên tâm nữa, nó là nơi sản sinh ra những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng rồi các bác ạ.
suốt chỗ bán nhà mình lắm rồi. Con này xe rất là tươi luôn. Đây các bác này. Tất cả dài ếch đầy của nó là này các bác này. Cái này còn rất là đẹp nha, cái này đã được dán vân gỗ này các bác này. Các chi tiết nó còn rất là mới và đẹp ạ. Đây các bác này. Đời 2007 mà như này nó rất là ok rồi các bác. Xe rất là tươi đẹp luôn. 2.4 thì hai ghế đã chỉnh điện hết rồi các bác. Đây các bác này. Các chi tiết này cũng vậy nhá, rất là đẹp luôn. Con này này. Táp lì cũng vậy các bác nhá. Đây. Táp lì đây. Táp lì rất là đẹp luôn. Con này đây là đã được vân gỗ hết rồi các bác này. Màn hình đây các bác này. Màn hình này xem YouTube nhiếc các kiểu luôn này các bác này. Đây, em bật này. Âm thanh thì rất là hay rồi. Âm thanh rất là hay các bác nhé. Màn hình này cũng là một cái màn hình xịn này các bác này. Đấy, nhìn nó độ phân giải nó rất là cao và nó led các bác. Âm thanh hay quá. Củ số rất cũng zin các bác nhé. Các chi tiết này sáng bóng đẹp. Làm hành trình này. Các chi tiết phải nói là thực sự cũng còn rất là ok và đẹp luôn các bác. 2007 như thế này thì lắm chiếc xe mà 2009, 2010 mà không giữ thì cũng không ăn thua, không bằng em nó đâu ạ. Tạm thời tắt cái loa này đi ạ. Cửa rất là chắc chắn các bác nhé. Đừng cái tem cái mác này các bác này. Hôm vừa rồi thì các bác biết rồi, em cũng có một con Camry 207. Đấy. Em lên sóng thì cũng có một anh cọc rồi. Đấy. Tại vì những chiếc xe của em thì các anh đã mua quen rồi thì đều đã biết. Toàn những hàng tuyển thôi. Những chiếc xe mà đời 207 rồi là 208 rồi 210 đổ lại thì em tuyển lựa rất là kỹ cho các bác nhà mình. Đấy. Chỉ có xe chất thì em mới mua thôi các bác. Đấy. Nên là tất cả là các anh là đã mua rồi là các anh ấy biết toàn chuyển cọc từ xa hết các bác rồi đánh xe lên. Vâng. Nói chung cái form mới nó rất là đẹp rồi các bác. Form mới thì không thể chê rồi. Form mới thì nó rất là ok đẹp luôn. Nhìn của nó xe nó trường xe, nó dài. Bản 2.4 nó là hai ghế điện hết rồi các bác nhé. Đây, đã có bơm ghế các kiểu này. Sản xuất 2007 nha các bác này. Đến cái gòn ghế của nó rất là sáng các bác nhé. Tất cả các chi tiết da ếch rất là đẹp luôn. Đúng là Toyota khác các bác. Từ các cái phím cái yếc này các bác này vẫn nét căng luôn. Từ các cái vô lăng này, đây nó chỉ có những cái bật theo thời gian này các bác này. Đấy. Vô lăng này vẫn còn zin các bác nhé. Đây nó chỉ có cái bật tay để nhiều nó cọ các bác. Máy nổ thì im ru rồi. Đây, cho bác xem cốp nhé. Các chi tiết của nó. Mặc dù 2007 thật nhưng mà thực sự là nếu mà kiếm được một chiếc xe như thế này thì nó quá là hiếm luôn các bác. Đây, lòng trong các bác nhé. La răng, 5 quả la răng giống nhau. Lòng trong không có han gì cả các bác. Nói chung Hải Dương em thì nó là một cái nơi mà có thể gọi là cái lôi của những xe đẹp. Tại vì là nó không có đổi núi, không có đất đỏ, không có ngập mặn các bác. Nên là những cái xe mà của vùng miền Hải Dương, đặc biệt ở thành phố như các em nữa thì
xe của nó rất là tươi và đẹp. À đấy, quên, em sẽ quay cho các bác nhà mình xem cái máy nữa nhé. Đây, các bác nhìn này, cái xe đẹp thì các bác nhìn một cái, xe của nó đường nét tất cả các cái nhìn nó rất là khôn, nó sắc nét và rất là đẹp. Các bác nhìn mình xem cái máy nha. Đây, các bác này. Máy móc đây các bác nhé. Tất cả các cái chi tiết của nó. Đây, các bác này. Cái đai cái yết này còn rất là ok các bác nhé. Trần máy, trần nước này sáng đẹp. Cụ phanh ABS cũng vậy. Máy móc là máy zin các bác nhé. Tất cả máy móc là zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Riêng những chiếc xe của em đời này thật, nhưng mà máy móc phải là chất, phải là đẹp, phải là zin thì em mới mua các bác. Còn đời này thì thực sự các bác là chia sẻ với các bác là gần như là 10 con thì cũng đến 5, 6, 7, 8 con là gọi là máy móc là cũng phải làm xoong làm phớt rồi, có con làm mặt máy rồi các bác nhé. Nhưng mà những chiếc xe của em đây thì tình trạng như nào thì em sẽ tả với các bác như vậy các bác nhé. Con này thì bao cho các bác là máy zin các bác nhé, máy số zin các bác. Cabo cái nhất là cũng vậy nhé, từng các chi tiết của nó vẫn còn zin nguyên bản. Máy con này máy 2.4. Xe vừa đổi được xong các bác. Chắc lịch luôn. Vâng. Hơn 300 triệu các bác, nhà mình đã có Camry rất là chất và đẹp đi rồi các bác. Con này xe nó rất là căng các bác. Vâng. Quá là đẹp luôn các bác. Quá là đẹp luôn. Và cam kết cho các bác một văn bản nhé, không đâm xô, không tai lại, không ngập nước. Máy số là zin các bác nhé. Bảo hành máy cho các bác 1 năm luôn. Và xin chào tạm biệt các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo các bác nhà mình nhé. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em theo số hotline 0833 119999 để biết thêm thông tin chi tiết, và cũng để em chốt cho các bác một cái mức giá yêu thương trong buổi tối ngày hôm nay các bác nhé. Đó, em Khương, các bác nhà mình đã, bác nào đã mua xe quen của em Khương thì biết rồi, em bao giờ cũng có giá tốt trong buổi tối. Đấy, khi mà lên sóng trong vòng buổi tối và trong vòng buổi sáng, bao giờ em cũng có cái chương trình ưu đãi để cho các bác nhà mình. Đấy, thì bác nào mà thiện chí mà chốt luôn thì em sẽ bao giờ cũng có mức giá yêu thương các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi hết clip của em. Chào tạm biệt các bác.